Hello, xin chào các bạn. Hôm nay bonsai Linh Vượng lại xuống khu Bắc Từ Liêm Hà Nội đúng không? Vâng. Lại thăm một cái Lam Từ Liêm Hà Nội. Lại gặp một cái vườn của em Thành. Em Thành chỗ tàu đúng không? Vâng. Em có thể giới thiệu địa chỉ và số điện thoại của em ở đây không? Địa chỉ của em là 60 Tố Hữu ạ. Nam Trung Văn Nam Từ Liêm. Ok. Số điện thoại của em là 0902 186 287. Cảm ơn em. Cái khu vườn này của đông anh em làm hay là của một mình em? Ở đây thì có bốn anh em. Cũng có lạc bộ đúng không? Tổ chức nó vui nhỉ? Là một nhóm anh em, bốn anh em, cùng bốn anh em ở vườn này. Đấy, chơi cái cảnh này là cứ có phải có hội thì nó vui. Anh em cứ đến trà đạo uống nước ngắm cây, anh em nào có cây cắt tỉa định công việc hàng ngày. Đây, cái khu vườn này cũng nhiều cái cây nhỏ nhỏ nữa nhỉ? Cây to, cây nhỏ cũng đều có, nhưng đa số là những cái mini. Cái cây này nó là cái gì mà nghệ thuật này nhỉ? Trong sam trái nó có cái đường cũng khá đặc biệt nhỉ. Đây các bạn nhìn này, nó chay quăng quật. Đấy, đúng kiểu như cây của Trung Quốc ấy nhỉ. Cái viên đá này cứ để luôn thế này hay là để treo viên thôi? Viên đá này là để cho cái tàn nó nặng cho nó trụng xuống hả? Vâng. Còn sau này thì bỏ ra thôi. Chứ thường thấy để cái viên đá thế là lạ. Đấy, cây hay lắm các bạn ạ, nhiều cây nó nhỏ. Đây có cái này cây xanh lá móng đấy đúng không? Thế nào nhỉ? Không phải. Xanh quê. Xanh quê lá đẹp đấy. Dăm dày, dăm mộc khỏe. Loang thoáng nhìn tưởng xanh lá móng. Không phải. Ái chà. Cái này có cái bộ vách ghê thế nhỉ? Em đứng vòng đằng sau cái cây cho anh cái thế này để mọi người ta nhìn so sánh. Đấy, cũng tương đối đấy, chứ không phải là hàng bé đâu. Trong cái khu vực mini này cũng có những hàng cũng tương đối to. Cũng phải cổ. Cái này là có vách buông dáng nang tự nhiên nhỉ? Quê thì được cái là giữ dáng. Giữ dáng. Cái bộ rễ nó cứ nhỏ xíu ở đây đúng không? Rễ nó không bị béo. Dáng nang nó buông xuống nhưng nó cứ nhỏ rễ. Còn bình thường thì Nam Điền nó phát triển rễ mạnh ạ. Nó ít rễ thì... nhưng nó lại phát triển mạnh. Nam Điền mà rễ như này thì nó phá hết đi. Thân pháp của nó sẽ teo tóp hết. Hôm nay Cương đi xuống Hà Nội cảm thấy thế nào? Anh em chơi dưới này nào? Quá tuyệt vời anh. Vườn cây này cũng quá chất lượng. Không gian nó nhỏ nhỏ gọn gọn nhưng mà đẹp nhỉ. Như một cái khu sinh thái cà phê đây này. Anh em quay cái tre trúc lứa này cũng đẹp, cái không gian rất đẹp nhé. Đây, các bạn ngắm một số những cây mini nhỏ nhỏ, cây dưới này. Cây đẹp, chậu đẹp, không gian đẹp. Đúng phong cách của người Hà Nội nhỉ. Đấy, đúng. Thanh lịch đúng. Anh em chơi ở đây toàn Hà Tây. Hà Tây về Hà Nội ở. Hà Tây là... Sống đâu thì ở đấy thôi. Có cái đê đẹp nhỉ. Đấy. Mùa này lá nó đang vàng. Vàng này có cái đẹp của màu vàng nữa, kiểu như cây của nước ngoài ấy. Cây lá đỏ rồi cây lá vàng. Vườn này thì cũng đa dạng phong phú. Có cây si này cũng làm phong cách đặc biệt đấy nhỉ. Trường ôm đá. Có phải nó là dòng tay chuột không nhỉ? Đây là si tay chuột đấy. Đúng rồi, nhìn cái lá này chất liệu lá tay chuột. Cái này nó nhiều cái nét nghệ thuật đấy nhỉ. Cái vị trí dưới này cực kỳ đẹp. Còn những cây này là cây nhỏ nhỏ cái gì đấy nhỉ? Đây là sam trái. Sam trái à? Vâng. Cái này nó gầy guộc mong manh hay đấy nhỉ. Sắp xếp cái hệ thống ba cây cao dần thấp dần, cái hệ thống của nó sắp xếp đẹp đấy. Cây này là trung gốc đấy, không phải là cây kết rồi. Một góc thế. Nhưng mà sẽ cho cái viên đá kia để ấy tăng thêm cái bệ anh ấy phối vào cho nó phụ họa vào kia ra mà bỏ cái viên đá cho hở hẳn cái góc ấy nhỉ, mình phối xuống dưới đúng không? Thích đá phụ họa thì nhìn bay bổng đẹp đấy nhỉ. Cái này nhìn đẹp, rất là nghệ thuật, nhìn là thanh tao nhẹ nhàng. Có cái ổi này đẹp đấy nhỉ. Cái này là cũng ổi tàu nhưng ổi lai hả? Không, đây là ổi ta. Hả? Đây là ổi ta, ổi găng đấy. Ổi ta sâu lá nó bé này Ổi tàu á? Nó là ổi tàu đấy, nhưng mà ổi này ổi lai chứ không phải ổi tàu xịn. Nó là cái dòng lá nhỡ nhỡ. Ổi tàu như dòng lá to. Có một cái loại lá bé tí á. Nhưng mà nuôi cô như này là em thấy là đẹp. Cũng dòng là ổi. Cái mini thì lá nhỏ đẹp.
cây ôm chậu quạt xanh năm điền. Cái này điểm quăng của nó đẹp đấy, thân thát đẹp. Cái này có hồn này, bông tàn này đẹp. Quê con này, quê là xanh quê. Cái này hợp với bông tàn tự nhiên. Đấy, có một số cây nhỏ nhỏ là cũng hay. Anh em chơi lại vượn hót chim kêu suốt cả ngày. Nuôi thêm mấy con cu gáy nữa em ạ. Nhờ, cu gáy cho đồng quê. Có khuyên, có khuyên, chào màu. Con chào màu này hót hay đấy. Đấy, không gian chơi này tuyệt vời quá đấy, cái gì nữa. À, tôi phát hiện ra một cái đề kìa. Cái đề trên đá kia là kinh khủng kìa. Tí đến các bạn tham quan cái cây đề nhé. Thân pháp khả năng anh phải ra là mặt trước thì nhìn nó. Cứ vén bên đi đi, bên này cũng rất đẹp, nhìn này. Đấy, cây đề này quá kinh điển này. Cây này mà là xanh năm điền chắc là nhiều tiền lắm. Cũng chết tiền này, kìa cây đề nó cũng phải là rất nhiều tiền. Đấy, cái bộ thần pháp nó đẹp như thế này, bên này nhìn nó cũng đẹp. Bên này nó đang nhiều lá nhỉ. Cái đó vút vút bớt tay cái lá thì soi này. Đẹp quá thế này. Tuốt bớt được rồi. Tuốt bớt cứ ở bởi phía trong. Đường chạy đẹp thế nhỉ. Nó đang nuôi cho, dạ, cho tay nó to ra thêm. Vén hộ cái cây này xuống cho anh cái. Vén vén xuống. Cứ vít xuống đi, xong lại tí lại cả cái kia nữa. Vén nó ra tí không biết gì đâu. Thế, úi giời đấy. Đường chạy đẹp như thế này mà không khoe ra thì phí. Chả mấy khi được bonsai đi vượng đi review xuống đây này. Đấy, đường chạy đẹp thế này. Nhưng mình nhìn bên kia thì nó già. Già như hóa thạch ấy. Lúc nuôi tay cành như này thì nó sẽ lại cây hơn. Lúc nuôi thì cứ nuôi thì tùm thôi. Nó mới nhanh xong cây, nó mới khỏe. Sau nó mới biến hóa. Ôi, nhìn người già thích lắm này. Bên này là trắng tinh. Đấy, nhìn bên này mình sướng này. Già, độ già của nó khiếp. Đấy, cái đề đá đẹp lắm. Đề có con trực nhỏ kia là rất dài mà nó hoàn thiện gần. Cái này là xí búp đỏ ấy nhỉ? Vâng. Cái này lét cổ kính đấy. Cũng gần xong. Được cái tay 1, tay 2 to. Đẹp. Cái kia là cây đa. Đằng sau đấy là cây đa. Ừ, cây đa. Cả những cây mini, hàng cây ruối này. Đấy, không gian chơi rất hay quý vị ạ. Nhỏ nhỏ xinh xinh này. Cây đấy là cây làm móng nè. À, làm móng nè. Vâng. Có cái viên đá này đẹp đấy. Cái này là cây xíu cơm nguội đúng không? Vâng. Một cây xanh làm móng dáng làng. Đồng là móng. Cái này sống mỗi trên cục đá đúng không? Cây đá 5 chậu. Ừ. Đấy, cái sân chơi này các bạn. Lại có cái lán như thế này, rất tuyệt vời. Không gian chơi đẹp quá. Đấy, anh em cũng có những cái cây nhỏ nhỏ này. Bonsai mini Hà Nội này. Còn phía ngoài kia là những cái hàng chăn nuôi phôi to. Rồi, bonsai Hà Nội, bonsai Đinh Vượng xin được kết thúc video đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Khi mua thực tế